giới dân chủ xịt vả gia đình Trần Thị Nga vì không ủng hộ chị ta. Cộng đồng mạng những ngày qua đang chia sẻ chóng mặt bức thư phản đối phát ngôn đòi trả tự do cho bà Trần Thị Nga của ông đại sứ Mỹ Ted Osius. Bức thư do bà Trần Thị Hằng, chị ruột của Nga, hiện đang sinh sống ở Pháp, đích thân đăng ngay trong phần bình luận phía dưới tuyên bố của ông đại sứ trên Facebook. Nội dung thư này, bà Trần Thị Hằng yêu cầu đại sứ Mỹ phải xin lỗi chính phủ và nhân dân Việt Nam về việc đề nghị trả tự do cho Trần Thị Nga và rút lại lời đề nghị đó. Đồng thời, cáo buộc ông đại sứ và nhà nước Hoa Kỳ đứng sau xúi giục Trần Thị Nga cũng như những nhà hoạt động đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền khác ở Việt Nam đứng lên chống lại nhà cầm quyền, cũng như nhấn mạnh nước Mỹ không có tư cách để nói về nhân quyền ở Việt Nam. Khá nhiều nhà dân chủ trong nước sốc trước sự việc này. Mới đây, cây bút dư luận viên của làng dân chủ là Huỳnh Ngọc Chênh xúc phạm bà Hằng theo kiểu không tin bà Hằng là tác giả bức thư trên. Nếu thật thì bà ta là nạn nhân bị cộng sản tẩy não và xỉ vả bà là mẫu người thời kỳ cải cách ruộng đất khi dám tố ruột thịt của mình công khai như vậy. Trong phần bình luận, ông Chênh còn cho rằng bà Hằng bị mua chuộc bằng tiền. Bà Song Chi hiện đang ở châu Âu, tham gia chương trình hội luận trên BBC thanh minh cho gia đình Trần Thị Nga bằng việc dẫn chứng em trai của Nga phản đối việc làm này của bà Hằng và chia sẻ với ông Huỳnh Ngọc Chênh lên án bà này bị tẩy não cho dù đang ở nước ngoài và sống ở đất nước dân chủ văn minh. Ông Nguyễn Tường Thụy, cộng tác viên đài RFA, viết bài ví bà Hằng là mẫu hình những tấm cám thời Cộng sản bằng cách chút tất cả các ngôn từ chua ngoa sỉ nhục bà Hằng trên phụ trang của RFA Việt ngữ. Thực ra đây chẳng phải là cú sốc gì với các nhà dân chủ, bởi từ lâu họ đều biết gia đình bà Trần Thị Nga không ủng hộ hoạt động chống đối điên cuồng của bà này, và hiện họ vẫn đang nuôi dưỡng hai con lớn của bà Nga. Vậy nên khi Trần Thị Nga bị bắt, cả làng dân chủ cuống cuồng tìm thân nhân để đại diện pháp lý cho bà Nga, để thuê luật sư cũng như thăm nuôi bà Nga. Họ thở phào nhẹ nhõm khi ông Lương Dân Lý, tức Phan Văn Phong, người từng ứng cử đại biểu Quốc hội thất bại, đã tuyên bố rời làng dân chủ cũng như chia tay người tình Trần Thị Nga khi ông này nhận nuôi hai bé Phú và Tài là con chung của ông ta với Nga và đứng ra nhận tiền quyên góp cho Nga. Nếu đứng ở góc độ một người dân ủng hộ chính quyền và một người thân từ lâu đã bức xúc, phản đối mọi hoạt động cực đoan, điên cuồng của bà Nga, việc bà Trần Thị Hằng hận và lên án chính phủ Mỹ và ông đại sứ Mỹ đã lừa mị, kích động ảo tưởng khiến em gái bà lao vào con đường tù tội này, khiến gia đình bà tủi hổ trước cộng đồng, làng xóm là dễ hiểu cho tâm trạng bức xúc của bà với ông đại sứ Mỹ. Tuy nhiên, với các nhà dân chủ thì đây lại là thực tế khó chấp nhận và là sự tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh và cái mà họ gọi là chính nghĩa của phong trào dân chủ, thường cố tuyên truyền về việc được người dân và người thân ủng hộ cho việc làm của họ. Chúng tôi xin chia sẻ sâu sắc những thiệt hại và mất mát chồng chất của phong trào dân chủ những ngày qua.